Xin chào các bạn, như vậy là chúng ta đã được gặp lại nhau. Cuối tuần vừa rồi thì tôi quên đăng ký clan mua cho clan VNFF, cho nên là chúng tôi đã phải đấu mù vào sáng ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Sau đây tôi xin gửi đến các bạn trận bán kết trên đảo Mafia nổi tiếng nằm ở phía nam nước Ý, đảo Sicily. Đối thủ của chúng tôi là Sieg Breaker, gọi tắt là Sieg. Map thi đấu là Lakeview và đội hình ra quân của VNFF cũng có OBI, Đặc Quỳnh, Thin, Lái E100, DBP 54, LDH, Kakalot Tank, Mèo Con, New Tank Man và Red Diamond, Lái ES7, Duro Dakovic, Honda, Mage VN và Single Shot, Lái T110, Ultimate bắn pháo Object 261 và Nacrin bắn pháo Object 212. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Các bạn có thể thấy là đội hình của VNFF gồm đầy đủ xe tier 10 của ba nước Đức, Liên Xô và Mỹ. Có thêm một vài xe mouse theo tôi là sẽ tốt hơn. Tuy nhiên dạo gần đây thì không rõ là chuột của VNFF chạy đâu hết rồi. Bị mèo bắt hết rồi thì phải. Ở map Lakeview này thì cả đường số 2 lẫn đường thành phố đều có thể dùng để tấn công rất nguy hiểm. Cho nên rất khó đoán được rằng đối phương tập trung quân ở đường nào. Single shot đi đường giữa đã phát hiện ra AMX của đối phương. Thêm một T54 ở đường giữa nữa. Và hai 100 của địch đang đi vào thành phố. Tình thế của single shot vào lúc này là rất nguy hiểm, bởi lẽ T54 thì rất là cơ động và AMX thì bắn rất nhanh. Tôi chưa kịp dứt lời thì single shot đã chuyển từ tư thế nguy hiểm sang ra đi trong thanh thản. Bây giờ chúng ta chuyển hướng qua nhìn sang đường số 2. Đã phát hiện ra địch rồi. Ba xe tất cả. Không thành vấn đề. Bây giờ là 4 xe, 5 xe của địch, như vậy là đã thành vấn đề. Hai bên đang bắn nhau rất quyết liệt. Các xe của địch đang lao lên rất dũng cảm. Địch đã có thêm hai xe nữa. Quá đông, địch quá đông và hung hãn. Vào lúc này với nhiều người có lẽ là vớ được ai thì bắn thôi, chứ cũng chả kịp suy nghĩ gì nữa. Clan Siêng đang thể hiện một phong cách tấn công rất ấn tượng. Chúng ta đang được chứng kiến một cảnh tượng mà thường chỉ thấy trong các bộ phim hào hùng về chiến tranh thế giới thứ hai, khi mà xe tăng Đức và Liên Xô lao vào nhau, quyết không cho đối phương tiến lên dù chỉ là một bước. Tuy tình thế đang hết sức là khó khăn nhưng tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào các thành viên của VNFF, bởi vì người Việt Nam của chúng ta rất giỏi đánh được các gò cao, điển hình là gò Đống Đa. Trong những cuộc đối đầu như thế này thì điều quan trọng là tập trung tiêu diệt từng xe một. Kỹ năng last hit và KS vào lúc này sẽ được tôn vinh. Nguy hiểm quá, AMX của đối phương đã lọt xuống đường giữa và tiêu diệt Object 261 của Ultimate. Như vậy là chiến trường đang nổ ra khắp nơi. Ở đường số 2, ở base và trong thành phố. Sear đã nâng tỷ số lên 6-4 và clan VNFF đang bị ép rất là dữ dội. Ở base lúc này thì Nacrin đã chuyển từ pháo tự hành sang pháo chống tăng và vừa rồi một pha bắn rất chính xác tiêu diệt AMX của đối phương. Ở đường số 2 thì lúc này VNFF đã có thêm một chữ F nữa, đó là sức ép từ đối phương. Liệu hai xe có chống trả được không? Chúng ta hãy chờ xem. Trong thành phố thì lúc này hai bên vẫn đang ở thế giằng co. Quay trở lại với đường số 2. Lại pha cận chiến rất hiệu quả của Nacrin. Lúc này ở đường số 2 sẽ là một cuộc chiến song phẳng 2 đấu 2. Bởi lẽ các pháo không thể nào hỗ trợ ở vị trí này nữa rồi. Rất khó để có thể đoán được kết quả của cuộc chiến tại đường số 2 này. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Bây giờ chúng ta quay trở lại với thành phố. DVP đã bị tiêu diệt. Đường số 2. Như vậy là bây giờ sẽ là một cuộc đấu 1-1 sống còn. Các bạn có thể thấy là OP2 và Nacrin ở phía trên đang rất muốn giúp, nhưng không thể giúp được vì không gập nòng xuống bắn xuống phía dưới được. Sẽ phải vòng ra phía sau.
mà đi vòng ra phía sau thì rất chậm và có thể là kết quả của cuộc đấu này đã được định đoạt. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Đội bạn bắn trước nhưng trượt rồi. Như vậy là Mage Việt Nam đã trở thành nhà vô địch của đường số 2. Biết là đã thua đường số 2 cho nên Glacier chắc chắn sẽ tập trung toàn lực vào thành phố. Glacier có 3 xe, VNFF có 2 xe. Kết quả sẽ ra sao đây? Hay quá. Honda mặc dù bị 2 xe ép nhưng vẫn tiêu diệt được một E100 của địch. Chúng ta đang chứng kiến bước nhảy hoàn vũ. Trong đó có hai cặp đôi hoàn cảnh. Giống như ở đường số 2 lúc nãy, đây là một cuộc chiến 2 đấu 2. Tuy nhiên có vẻ những người trong thành phố đã chọn cho mình một cách xử lý sự việc kín đáo, riêng tư và tế nhị hơn. Hay quá, thi nơi 1-0 cho VNFF. Còn Honda do dùng xăng đều nên đã cháy xe giữa đường. 12 đối thủ của trận chung kết vào vạch xuất phát. Vào lúc này thì ở nhà OP2 Noob đang bị T54 của đối phương quay cho tái mét cả mặt mày. Các bạn có thể thấy sự nguy hiểm của mét tier 9, đặc biệt là T54 rất giỏi làm trò này. May đây là game chứ không phải là thật, nếu không thì OP2 có khi gãy cổ mà chết rồi. May quá, T54 của địch đã vướng vào đá. Đúng là hay không bằng hên. Hên như OP2 thì kiểu gì cũng thắng. Ngay lúc này một tin buồn đã được gửi đến chúng ta. Đó là team phía trong thành phố đã thất bại trong trận chung kết với E100 của địch. Như vậy là bây giờ lại trở về với 2 đấu 2. Chỉ có điều chiến trường lúc này đã trở thành toàn bộ bản đồ. Một trận đấu mà từ đầu đến cuối chúng ta không thể nào đoán trước được kết quả sẽ ra làm sao. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Như vậy là tôi và MageVN đã chia tay. MageVN thì lên núi, còn tôi thì xuống hồ. MageVN sau khi tạt sung hữu đột giết 4 mạng thì lúc này cũng đã già yếu lắm rồi. Chỉ cần ăn một phát đạn nữa của đối phương thôi, bất kể xe gì cũng sẽ lìa xa cõi đời này. Cho nên OP2 mặc dù núp nhưng hên sẽ nhận nhiệm vụ vào đối đầu với E100 của địch. Cái gì đến thì rồi cũng đã phải đến. 2E100. Xe nào sẽ chiến thắng? Cả hai xe sơn đều đẹp như nhau. OP2 đã bắn trượt. Nhưng đối phương thì không. Phải chăng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy OP2? May quá, OP2 đã bắn trúng. Nhưng đối phương thì chẳng cần đến may mắn, cứ xuyên thùn thút. Lao vào nhau ram chăng? Một người mất một máu, người mất hai máu. Ô ô la la, đường cong em thế kia. Bây giờ Sir còn một xe, chưa rõ là xe gì, nhiều khả năng là pháo. Hai xe của VNFF thì mỗi ông chỉ cần ăn một viên đạn là chết. Thậm chí nổ ngay cạnh chân, hoặc cách chân vài mét có lẽ là cũng ra đi rồi. Pháo của địch nếu là một trong các pháo đời cuối thì rất khó chết. Ăn một phát đạn của tier 10 cũng không chết ngay được. Một vài trường hợp thậm chí là không mất máu. Ôi dồi ôi, thôi sao. Vậy là đây là giây, vừa rồi là giây phút cuối cùng mà chúng ta nhìn thấy OP2. Tất cả hy vọng của clan VNFF lúc này sẽ đặt lên đôi vai của MageVN.
Khi mà ghé cát như này thì cũng đồng nghĩa với việc báo cho đối phương biết vị trí của mình. Bây giờ sẽ là trò chơi chiếc nón kỳ diệu. Pháo của đối phương được quyền quay. Còn quay có trúng hay không thì chưa biết. Vừa rồi là lần quay thứ nhất. Mà ghế đã di chuyển. Đây là một hành động sai lầm trong lúc căng thẳng. Bởi lẽ khi di chuyển thì khả năng bị hiện lên của xe cao hơn so với đứng yên. Liệu vừa rồi pháo của đội bạn có nhìn thấy không? Có lẽ chưa nhìn thấy. Lần quay thứ hai đã qua đi. May quá, viên đạn cuối cùng tuy bắn đúng hướng nhưng lệch vị trí. Vậy là cuối cùng thì clan VNFF cũng đã chiến thắng sau một hồi đấu trí, đấu sức và đấu cả đồ rùa rất căng thẳng hừa và quyết liệt. Sau trận này thì clan còn thi đấu thêm một trận chung kết và một trận với chủ đất nhưng không hấp dẫn như trận này. Cho nên tôi xin dừng buổi tường thuật ngày hôm nay của tôi tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi tường thuật lần sau.